Hôm nay Lan chia sẻ món cà ri gà nấu với trái dại. Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị nấu món cà ri gà nha. Thì ở đây Lan chuẩn bị nấu cà ri thì có khoai lang, nước cốt dừa, rồi hột điều. Lan nấu cà ri thường thường là Lan nấu chung với đường thốt lốt bà con. Củ hành, sả, tỏi, củ hành, bằm nhuyễn. Còn cà ri thì Lan dùng hai loại, một loại cà ri bột với loại cà ri đặc, chút xíu muối, chút xíu bột ngọt. Lan đặc biệt hôm nay thì Lan nấu cà ri với trái dải nữa nha, cà ri trái dải đó. Thì ở đây Lan có mua ba cái đùi gà, bây giờ Lan giống như là rửa nước muối rồi xong rồi thẻo mỡ rồi bỏ vào, Lan chế nước sôi vô, Lan trụng sơ cái cho cái da nó săn lại rồi mình mới chặt ra mình nấu cà ri nha. Cái gà này Lan thẻo mỡ rồi thẻo cái vô câu rồi nó bỏ hết trơn rồi nha bà con. Đó, rửa nước muối sạch rồi, bây giờ Lan muốn chế nước sôi vô cho cái da nó săn lại gì nè đó, rồi Lan mới chặt nó ra Lan kho nấu cà ri nha. Mình chế gì thì nó săn cái da lại nè, rồi cái Lan mới chặt nó ra mới nấu cà ri. Ba cái đùi này là 1,5 kg. Là vớt nó ra. Sau khi Lan trụng nó gì nó săn lại nè bà con, ngon nè, thấy không? Rồi giờ Lan chặt nó nha. Cục hơi to đấy bà. Chặt bự nhỏ thì tùy theo bà con đi nha. Lan chặt cục hơi to vậy đó. Dầu ăn vô nha. Lan để hột điều vô nha. Lan thử hột điều nha. Bây giờ để Lan múc hột điều ra nha, Lan lấy hột điều ra. Rồi Lan để củ hành với tỏi vô nha. Rồi Lan xào sơ cho nó thơm củ hành với tỏi nha. Cần vàng không? Nó vừa thơm củ hành là mình thấy nó được rồi nha. Lan xào. Hình như Lan nấu đồ ít có ốp trước mà con, không cần ốp trước đâu. Lan để xả vô nha. Bây giờ mình xào. Đường thốt lốt vô, mà thường thường nấu cà ri đường thốt lốt mới ngon nha bà con. Bột muỗng đầy cà ri bột, 2 muỗng cà ri đặc, chút xíu muối, chút xíu bột ngọt. Nếu chị em nào không ăn bột ngọt mình có thể đổ vào bột niêm nha. Lên để nước trái dại vô nha, cho nó có chút xíu nước nha. Cái này vịt á, vịt ta nấu trái dại ngon lắm đấy, bên Thái á. Ở Úc mình mấy nhà hàng Thái nó cũng có nấu, bà con nấu đó. Vịt thường thường nó ưa nấu cà ri vịt hơn là cà ri gà. Cho nó thơm. Cho nó thấm cái nước trái dại vô cho nó ngon nha bà con. Không có cần ốp đâu, chị em mình nấu thử giống Lan đi. Nó không có cần ốp cà ri gì hết á, không có cần ốp gà đồ này kia để lâu rồi đâu. Nếu mình làm như gì thì nó cũng thấm cái gà ngon lắm bà con, không có cần ớt đâu nha. Gì đó là thấm là ngon lắm. Lan thích nhất là ăn khoai lang mà nó giống như là nó rã ra cái nước nó ngọt ngon lắm bà con, mình thích vậy. Khoai vô. Giờ Lan để chút xíu nước nữa thôi chứ không có nhiều nha, ít nước thôi. Một chút nữa thôi. nhiêu nước nó đủ rồi đó bà con, đừng có nhiều lắm, chút xíu nữa để nước dừa nữa được. Nay nấu cà ri đặc nha bà con, cho nên Lan nấu khoai lang lượt luôn, thấy gì chứ khoai lang đồ cà rốt đồ lâu chín. Mà bữa nay không có để cà rốt nha, khoai lang cũng lâu chín. Khoai lang được rồi nha, bây giờ Lan khui nước dừa Lan để vô. Cái lần đầu tiên ăn thử nước cốt dừa của Thái. Tôi để nhiều dừa thôi nha bà con, chứ đừng để hết nha. Mình để sao dừa đủ ngon thôi, chứ đừng có để nhiều quá nó cũng ngán lắm. Để nửa hũ, còn nửa hũ Lan để vô tủ lạnh nha. Wow. Giờ Lan để củ hành vô nha. Củ hành vô. Bây giờ bỏ cái sạn này ra đi bà con. Đang để vô một chút xíu mắm ruốc nha, một muỗng cà phê thôi nha bà con, nó nhiều cái gì giờ nó ngã trước một muỗng thôi, như vậy cho nó đều ra. Cho nó thơm thôi à. Củ hành chín nữa là mới để trái dại luôn nha. Bây giờ để làm niêm coi nó sao nha. Làm niêm coi nó sao. Được rồi bà con ơi, ngon quá trời luôn rồi. Được rồi, bây giờ bắt đầu Lan để trái dại vô, Lan tắt lửa nha. Đây, để cái dải vô. Xong. Rồi đây bà con ơi, xong rồi nha. Cà ri gà nấu trái dải. Vịt cũng được nha chị em, nếu chị em nào muốn nấu vịt ăn cũng được nha, chứ không cần gà không nha. Cà ri vịt vẫn được nha, ngon lắm. Của Thái nó thích làm vịt lắm, ít có gà lắm, nó nấu thường thường là cà ri vịt là nhiều mấy người Thái á. Rồi Lan tắt lửa. Đây Lan đã nấu xong nồi cà ri gà nấu chung với trái dải nha bà con, nhìn hấp dẫn không nữa. Ngon quá đi. Ăn chung với bánh mì nha bà con, cà ri gà nấu chung với trái dải, ăn chung với bánh mì. Rồi Lan mời cả nhà ăn thử món này với Lan nha, mời cả nhà. Cái món này bà con ăn với cơm cũng được nha, cơm hoặc bánh mì, bún cũng được nữa, rất ngon nha. Chị em nào có muốn thử thì làm đi. Vịt hoặc gà nấu vẫn ngon như thường, thường người Thái ta ưa nấu vịt á, mà nay Lan nấu gà nha. Rồi thôi Lan mời cả nhà. Cà ri bánh mì nha bà con. Bánh mì này tha gờ Lan mua Như Lan ngon lắm nè. Con này bánh mì cho ăn với muối ớt. Rồi bả cháy bùi chén cho bà con. Ngon chưa. Rồi mời cả nhà ăn cà ri bánh mì á. Đủ loại bánh mì. mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn bánh mì á. Anh điên ra ăn bánh mì Tiger. Anh không hâm lợi hả? Không, ngon. Quá ngon. Bánh mì nó được ngon. Tỉnh bánh mì. Thử á, mì nó cũng ngon mà. Cục bự bự vô đây. Mỏng. Mỏng quá nó bể nát đó nha. Có sắc bánh mì nó cũng ngon đó bà con, để vô lọ nước nướng lại ngon lắm. Bởi vì không phải thợ cắt bánh mì rồi cắt thấy ớn. Nó có đồ ăn nó hơi đậm đà. Đồ ăn chị nói là dẹp cái hết qua bệnh đi. Ngồi để ghề đó có gì. Rồi là múc miếng cà ri đang ăn nha. Anh ăn thử miếng trái giải không? Trái giải ngọt thơm ngon lắm mà con. Lấy cái nước đó mình đóng trước đó, cho nó thơm nó ngon. Lần này cả nhà đi ăn nhà hàng, nói chung một tô cũng để cho mình chừng 2 trái giải là đủ này, tô nhỏ nhỏ. Ăn cục trái giải ngon để sao nó bật là bóng cục. Nếu mà thật sự nóng ngon không cần ăn thịt gà luôn mà còn ăn nước súp cái lan đồ gì mà nó ngon lắm. Đằng kia lan nó hết buổi nó ăn không ăn gà luôn nữa. Hả? Bơ lan ngọt ngon quá. À. Bác mày làm gì ạ? Trời. Lúc đầu nó làm gì vậy? Xinh đấy. Để bà ngoại ăn còn bà nội ăn thử miếng gà coi. Ngồi ở đây đó, hai thằng đó. Đó đây bà ngoại cúc máy, bà ngoại đi ăn làm chả. Chút nữa đi ha. Là ăn miếng gà. Ngon. Thôi. Rồi mặn với bánh mì này mình cúc. Thôi Lan xin tạm ngưng nha. Ngon lắm, chị em làm ăn thử đi. Cái nào ngon Lan nó ngon chứ không có dám nói xạo nha. Nấu thử ăn đi, rất là ngon, nấu với cái giải. Bây giờ Lan lo đi vụ hai thằng cháu là thôi Lan xin chào cả nhà. Chúc bà con mình mới vui vẻ. Bye bye bà con, hẹn lại clip sau, bye bye. Bye, chào cả nhà.